Chị ơi, tính được không? Owen tặng Bolo. Đây ấy, chính là cái ưu đãi mà tôi thích nhất, mà hời nhất từ trước tới giờ của nhà Owen luôn. Wow, mà chí ấy, là cực kỳ thích Bolo của Owen nữa. Nghe nói là Owen vừa mới update 2000 cái item cho mùa mới nữa. Còn đợi gì nữa, hãy cùng chị tới Owen shopping thôi. Yo, chị đã tới Owen tại 39 Cộng Hòa Tân Bình. Đây chính là một trong những cửa hàng thời trang nam chừng ngái của tôi. Khi mà nhắc đến Owen thì đã bực là những chiếc bolo đa dạng mẫu mã phong dáng. Và hiện tại Owen đang có chương trình tặng quà siêu đãi. Khi mua hai sản phẩm bất kỳ trong danh mục, mọi người sẽ được tặng một chiếc áo bolo có trị giá đến 590k. Nếu mọi người đã từng mặc qua Owen thì chắc hẳn phải biết là đồ rất là chất lượng và đa dạng. Bây giờ hãy cùng chị dạo một vòng xem có gì hấp dẫn nha. Ngay vào mắt là chương trình mọi người đang đợi luôn. Khi mọi người mua hai sản phẩm bất kỳ được tặng ngay một áo bolo. Lưu ý nha, là ngoại trừ đồ lót, cà vạt và tất. Mà bolo Owen từ phong dáng cho đến chất vải thì khỏi phải bàn rồi. 10 điểm không phải nhân. Ở Owen thì đầy đủ mẫu mã từ sơ mi, bolo, blazer, áo vest, áo len đến quần short, quần tây, jogger, quần jean. Không chỉ thế, Owen còn vừa mới update hàng ngàn sản phẩm cho mùa mới. Tha hồ mà cho mọi người lựa chọn nha. Cùng với đó là một thế giới phụ kiện như là giày da thật 100% nè, ví da nè, thắt lưng nè, để giúp một outfit trở nên chỉnh chu hơn á, thì đây là những phụ kiện không thể thiếu. Ok, hôm nay chị sẽ lên cái outfit mix với bolo để xem là bolo nhà Owen nó xịn mịn cỡ nào nha. Đầu tiên là chiếc bolo cột ông chân xanh cổ vịt mang chung với một chiếc bùi tai đen, thế này thì chuẩn size công sở đi làm hàng ngày. Nếu mọi người vẫn chưa thấy thanh lịch thì khoác lên thêm một chiếc blazer màu đen cùng với đó một đôi loafer cùng màu thì outfit sẽ trở nên sang trọng và có chiều sâu hơn rất là nhiều. Tiếp theo là phong cách casual với chiếc bolo cột ông thoáng mát cùng với chiếc quần jean slim fit thì là quá tuyệt vời để đi chơi hoặc là gặp gỡ bạn bè. Và ở phía cuối cùng là một chiếc bolo cột ông đen với quần tây đen. Đây chính là combo dành cho những quý ông theo đuổi sự chỉnh chu và lịch lãm. Ta da, tôi chúc hai sách này nha mọi người, được tặng ngay hai áo bolo luôn. Thật này đúng là một ngày đẹp trời mà. Phải nói cứ mỗi lần ghé Owen là có ngay về outfit xịn sò và nó đỉnh. Không mọi người đợi cái gì nữa mà không tới ngay Owen. Ưu đãi đến hết ngày 15 tháng 10 2023 tại các cửa hàng áp dụng trên toàn quốc và các kênh mua sắm online của Owen. Số lượng quà tặng có hạn nên là mọi người tới sớm để nhận quà xịn nha. Bye bye.